Cảnh sát Đức cho biết vụ việc xảy ra tại bảo tàng Grünwald ở thành phố Dresden, miền đông nước này vào sáng 25 tháng 11, sau khi một số tên trộm khiến trạm phát điện của bảo tàng ngừng hoạt động, vô hiệu hóa hệ thống an ninh và đột nhập qua cửa sổ. Truyền thông sở tại cho biết những đối tượng này nhắm vào những cổ vật cỡ nhỏ như đồ kim hoàn và ước tính số cổ vật bị đánh cắp có giá trị lên tới 1 tỷ euro. Bảo tàng Grünwald là một trong những bảo tàng lâu đời nhất ở châu Âu, được thành lập vào năm 1723 và hiện là nơi trưng bày khoảng 4.000 cổ vật quý giá. Đây là vụ trộm lớn thứ hai ở Đức trong những năm gần đây. Trước đó, năm 2017, một đồng tiền vàng khổng lồ với giá trị lên tới gần 4 triệu euro tại bảo tàng Bode ở thủ đô Berlin cũng đã bị đánh cắp.